cũng bởi tự nhiên chuyện dân mà. Vậy mình nhớ là cái khi nó thắng được ngủ, nó chơi một mình. Chơi thì tôi cũng phải chạy. Rồi nhà uống nước cam rồi mình đi. Rồi mà đi là nhà bà Yến cái trái nước cam rồi là có nước cam của con ngón rồi. Mình nước hạt nữa. Mình nước chất đậu. Khi đi chơi là cho ăn no. Không phải mình cho trẻ con mà người lớn nữa nhá. Như kiểu mà ăn chập cái ngón nè. Không phải là ăn không biết là ăn. Không phải là ăn đòi. Nó đòi. Cái con bèo hoặc là cái bánh nó cứ rất lừa tì để cho ăn ngon. Có thể nén hạn ô ạt chứ, nó có thể ăn tham ăn đi.